Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của Đạt V10. Thưa quý vị, hôm nay Trường Giang đang có mặt tại Field Corner thuộc thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts. Và hôm nay tại thành phố Dorchester có tổ chức một buổi Trung thu và Trường Giang nhận thấy có rất đông đồng hương đến từ mọi nơi đã có mặt trong ngày Trung thu hôm nay. Đặc biệt là có những gian hàng bán đồ ăn và trong đó có những gian hàng để trao những lồng đèn cho những trẻ em. Nhưng mà hôm nay Trường Giang thấy là có một cái trò chơi rất là vui, đó là trò chơi đua ăn. Một trong những bạn trẻ ăn gỏi đu đủ và thắng trong cái trận ăn đu đủ này là bạn Brian Đoàn. Now Brian, there's a competition that you eat in papaza salads. How did you feel after you finished eating those? Yo, super painful, but it's super fun. Really worth it. Just it hurt so much. Every time I ate, it hurt more and more. You come here to enjoy Trung Thu. What Trung Thu mean to you? It's where all the Asian people can, everyone can come together and talk and enjoy Asian culture and familiarize with themselves. Phía bên trái của chúng tôi là một số bạn đang đua ăn cornflakes và trước mặt chúng tôi là ông chủ tịch cộng đồng tại tiểu bang Massachusetts. Năm nay thì chúng ta có hai cái Tết Trung Thu rất là lớn tại tiểu bang Massachusetts, một cái Randolph và đây là cái Dorchester. Hai cái đều có rất đông người đến, thì ông là chủ tịch cộng đồng thì ông cảm thấy như thế nào khi mà nhận thấy là cộng đồng mình hưởng ứng rất là mạnh trong cái mùa lễ Tết Trung Thu này? Như Trường Giang thấy ngó chung quanh là những khuôn mặt rất là trẻ đã ra đây. Đây là cái thành quả mà chúng tôi đã cố gắng là thật ra ngày hôm nay là tổ chức bởi là NOVA, là các em rất là trẻ. Chúng tôi muốn đưa những người trẻ bước ra cộng đồng và đưa cộng đồng đi ra một cái bước ngoặt mới. Tại vì cộng đồng của chúng ta ngày xưa đến giờ vẫn sinh hoạt trong một cái góc. Bây giờ chúng ta phải tỏa ra. Thì bây giờ những cái event mà chúng ta làm á, là đều có các dân tộc bạn đến tham dự, và nhất là những cái giới trẻ ra thì họ ý thức được cái cộng đồng và họ sẽ làm những cái chuyện mà hay hơn chúng tôi làm. Thì cái cơ hội này phải nói là cảm ơn anh Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Cang. Anh đã liên lạc và móc nối với các bạn trẻ để các bạn trẻ của ngày hôm nay mà bước ra cộng đồng, một cảm thấy mà mình cảm thấy là mình tự hào vì cộng đồng của mình. Cảm ơn rất nhiều. Teresa, năm nay là năm thứ 10 mà bên NOVA đã tổ chức ngày Tết Trung Thu và cộng đồng người Việt của chúng ta. Năm nay có hai cái Trung Thu rất là lớn. Cái Trung Thu thứ nhất là ở Randolph, cũng nơi đó cũng rất là nhiều người Việt, và hôm nay thì rất là đông người cũng đến tại Dorchester này. Teresa có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của mình khi mà mình làm MC trong chương trình này và mình thấy rất là đông người đến đây dự cái buổi Tết Trung Thu này? Chào anh, chào mọi người. Yep, today is the 10th annual NOVA Tết Trung Thu Festival. That is the Mid-Autumn Festival. This is the 10th anniversary of NOVA, and that was when NOVA was first established 10 years ago. So we're really happy to have everyone here. It's such a big turnout. It makes me so happy. I'm one of the MCs with my co-MC Min Fan, and when you're on the stage, you see so many people, and it's so great to see everyone come out for the love of the community to celebrate our Mid-Autumn Festival. All of our sponsors, our vendors, our organizers, and everyone that really made this festival come to life is, I'm just so grateful to see everyone here. It's such a great time. Born and raised in America, what Trung Thu mean to you? Yes, so born and raised in America, but I am like a proud Vietnamese American. I love to celebrate my Vietnamese heritage. Both of my parents are Vietnamese refugees, and to me, it's always important to look back and connect back to your roots, because that's what makes our community, like that's who we really are, is trying to come back to our roots and celebrating Trung Thu and coming back together to celebrate the new year. Thank you very much, Teresa. Thank you, An. Now back to MC. Back to MCing. Kính thưa vị, đại diện cho NOVA là một bạn trẻ chịu trách nhiệm về văn nghệ trong ngày Trung Thu hôm nay, đó là bạn Thu Cao. Nào Thu có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của mình đã trải qua. Thu lần này lần thứ mấy đã làm trong ban tổ chức của lễ Trung Thu? Lần thứ hai. Thì lần thứ hai Thu có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình lần thứ hai khi mà tham gia tổ chức mùa Trung Thu năm nay. Dạ, năm nay là làm thứ 10 lễ hội Trung Thu ở NOVA, cũng là năm 10 thành lập của NOVA, cho nên năm nay rất là đặc biệt. Với lại bữa nay là cũng ngày chính thức là Trung Thu, cho nên mấy tụi em đang làm cái hội này rất là muốn làm cho nó đặc biệt, cho nên có nhiều mấy người bán ăn, nhiều đồ từ lưa, mà bài hát là mấy người hát, biểu diễn là mấy người đã có biểu diễn qua trong mấy năm nay ở Trung Thu của NOVA. Cho như mấy người cũ mình muốn là tôn tử và honor Tâm. Nói tới Trung Thu thì Trung Thu nó có ý nghĩa gì đối với Thu? Trung Thu rất là vui vẻ, trong mấy gia đình đây lúc nào ai cũng ra chơi, mấy các em, ba mẹ dặn mấy các em ra rất là vui, là giống như một gia đình bự ở đây, mình có nhiều người ở đây nhưng mà ít khi mình ra, nhưng mà cho Trung Thu này quá cho người ra chơi vui vẻ luôn. Dạ. Khi mà thấy mình tổ chức mà khi thấy có đông đồng hương đến chung vui như thế này thì Thu cảm thấy như thế nào? Rất là vui, tại vì mỗi năm là càng nhiều người đến thêm thì là mỗi người là mấy việc làm nó rất là vui. 6 tháng là chuẩn bị Trung Thu này làm khổ khó, có vụ khó, có vụ có khổ khăn nhưng mà có vui vẻ. Quý vị, đó là những lời chia sẻ của các bạn trẻ trong ban tổ chức NOVA đã tổ chức Trung Thu tại thành phố Dorchester trong 10 năm nay. Vì nhìn thấy Trường Giang đi một vòng thì thấy toàn là các bạn trẻ, và đó là niềm hy vọng mà Trường Giang nghĩ là trong nhiều năm sắp tới thì cộng đồng chúng ta vẫn vững mạnh, tại vì có những bạn trẻ tiếp tục tham gia vào các chương trình văn hóa như thế này để duy trì truyền thống gốc Việt của chúng ta tại nước ngoài. Một lần nữa, Trường Giang tường thuật cho Đạt V10 từ thành phố Dorchester. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.